ra chỉ có nhiều thôi. Ngươi đưa gà cho ta không? Gà được. Gà có. Bạch thư của các ngươi là gì? Không nhà. Chúc mừng các ngươi đã tới cửa thiên đàng, nhưng mà lần sau tới nhớ mang theo gà cho ta. Gà đây là gà gà trống hay gà mổ? Đây ra đây. Gà là một thịt gãy, nhưng mà phải là gà đồng tính nha. Gà đồng tính. Đây gà sẽ gãy ba lần rồi. Gà thánh, gà thánh. Gà mới đẻ. Gà đồng. Gà mới đẻ đúng rồi thầy ạ. Gà có đi. Gà có. Bây giờ nhìn vào quá khứ của các ngươi, ta thấy các ngươi làm nhiều rồi quá. Bây giờ các ngươi phải ăn năn tội để được vào thiên đàng. Hãy múa cho ta một bài ta xem. Lại. Lại. Rồi, tất
Oh,